Ủa chồ, có người pha ke chồ kìa chồ. Có nhiều lắm. Thanh Hòa sao chơi lại từ đầu tập 21, tìm được kẻ giả mạo pha ke. Trước khi vào video á thì mình sẽ trả kèo mini game cho các bạn nha. Đầu tiên á là video kết bạn nè. Ở trước video tập 20 á thì bạn này là người comment sớm nhất nha các bạn, đừng mình ghim lên đầu nè. Không biết là bạn này có để lại cái tên sai hay không nữa, mình tìm hoài không được các bạn ơi. Chắc là bạn này đổi tên hay cái gì hoặc là viết sai rồi các bạn, cho nên là mình sẽ bỏ qua nha. Cũng là trước video này bây giờ mình sẽ quay một bạn may mắn nhận được thỏi vàng nha các bạn. Cái này cũng hên xui lắm á. Không biết lần này ai sẽ là người may mắn nhận được thỏi vàng đây. Wow, bạn Yuna Play nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ copy tên của bạn này nha. Chúc anh một ngày vui vẻ. Wow, cảm ơn em nha. Đó, vậy là cái tên của bạn này viết đúng rồi nè các bạn ơi, mình copy ra được rồi nè. Những bạn nào mà muốn tham gia mini game của mình á thì các bạn hãy cho mình một like nha, một lượt đăng ký kênh và nhớ nhấn nút chuông nữa nha các bạn. Nhớ bỏ lại tên nhân vật của mình ở bên dưới phần bình luận đó nha. Còn bây giờ là mình gửi quà chơi. Gửi được rồi nè. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm kia mình mới chơi với anh Dầu các bạn. Anh Dầu là con trầu các bạn. Mình mới chơi đây thôi mà ngày hôm nay là có hai ba bạn mạo danh cô trầu luôn các bạn ơi. Mình tức dã man, không lẽ giờ mình đi mét cô trầu ta. Trời đất ơi. Đây đây các bạn coi nè. Vào tiệc tại nhà nè các bạn. Trời đất ơi, pha ke mà pha ke dã man luôn á trời. Đâu rồi ta, đâu rồi ta? Đây nè các bạn ơi, trời ơi, cái bạn này pha ke cô trồ các bạn. Trời đất ơi, đây nè các bạn ơi. Trời ơi, bạn này mạo danh cô trồ các bạn. Đâu, 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 chủ nhà đâu rồi, chủ nhà rồi. Trời đất ơi, đây nè các bạn. Trời đất ơi, hình như là bạn này là giả danh cô trồ để đi xin sao nè các bạn ơi. Thôi, cho luôn. Đó. Trời đất ơi, để làm gì hả ta? Không biết nhà bạn này có cái gì để chơi không mà bạn này lại mạo danh cô trồ đây. Trời đất ơi, không biết có cái gì không ta? Em bấm vô đây coi cả nhà các bạn. À, ủa, vào nhà thả 10 sao cộng 1 tim cảm ơn. À, ơi bạn này là fan của anh Dồ các bạn ơi. Trời fan à. Trời, đây đây đây, đây có ghi chữ fan này các bạn. À thì ra là bạn này là fan các bạn ơi. Mình tưởng bên này là giả mạo chứ. À thì ra bạn này là fan các bạn. Ờ à, nếu như bạn này là fan á thì thôi nha. Đó đây là mình không nói nhiều nữa nha các bạn ơi. Tại vì á còn những bạn khác nữa các bạn ơi. Trời đất ơi, không phải là một mình bạn đó đâu nha, còn nữa. Đây là bạn thứ hai mạo danh của trò nè các bạn. Trời đất ơi, để mình vô nhà bạn này thử coi bạn này làm cái gì ở trong đây nha. Ship hàng tặng vàng à. Trời đất ơi, bạn này không biết phải là fan hay không nữa, hình như là không phải là fan rồi các bạn ơi. Cái gì mà tặng vàng vậy? Trời ơi, cái này là nói tặng vàng để rồi kiểu như là dụ mấy bạn fan nè, dụ mấy bạn fan nào mà bạn fan nào không biết á. Trời đất ơi, làm gì có vụ mà tặng vàng. Đâu đâu, chủ nhà đâu, chủ nhà đâu, để mình kiếm rồi, mình kiếm rồi. Trời ơi, màu danh cô trò mà còn ghi tặng vàng nữa chứ. Nè các bạn, mình bấm vô cho các bạn xem nè. Ship hàng tặng vàng, trời làm gì có vụ đó trời. Không có đâu nha các bạn ơi, không có vụ tặng vàng đâu nha. Trời đất ơi, cái này là lợi dụng uy tín của cô trò nè các bạn. Trời ơi, đâu rồi, đâu rồi, trời mình mới vô xong nhiều người dữ vậy. Tụi lên 20 mấy người luôn rồi. Đâu đâu, chủ nhà đâu rồi, chủ nhà đâu rồi ta. Chủ nhà nó mất tiêu rồi. Trời đất ơi, chủ nhà đây nè các bạn ơi. Tại sao? Cái gì vậy? Gọi 5 bạn đến, chéo tim 5 phút nhận 100 thỏi vàng. Cái gì? Nhận 100 thỏi vàng à? Trời đất ơi. Tại sao lại mạo danh, để mình hỏi bạn này. Tại sao bạn lại mạo danh Angel? Đây đây đây, mình không biết là bạn này có nói gì lại hay không nha các bạn ơi. Trời ơi, cái gì? Gọi 5 bạn đến, chéo tim 5 phút nhận 100 thỏi vàng. Trời đất ơi, bạn này xạo các bạn. Trời ơi, cay thiệt chứ. Bạn này lừa đó mọi người ơi, đừng có tin. Trời đất ơi, mọi người đã bị lừa rồi. Bạn này đang đẩy nhà lên top tiệc đó các bạn ơi. Trời đất ơi, sắp lên top tiệc rồi. Cay giả man thiệt chứ. Bạn này lấy danh nghĩa của Angel đi mở tiệc các bạn đấy, chuộc lợi cho bản thân các bạn. Cay giả man mà đó cứ ngồi chat hoài luôn các bạn ơi. Gọi 5 bạn đến chơi, chéo tim 5 phút tặng 100 thỏi vàng. Trời ơi, xạo, xạo, trời ơi, xạo, xạo giả man các bạn ơi. Xạo, 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 thôi mình đi chỗ khác mình chơi nha các bạn ơi. Trời đất ơi. Ủa, hình như có người mạo danh Junbi nữa nè các bạn ơi. Ủa, cái gì kỳ vậy? Mình nhớ này hình như là đâu phải nhà Junbi đâu các bạn đâu. Để mình vô nhà thử coi nha. Bâu tem mãi đỉnh. À, bâu tem mãi đỉnh. Không biết là phải Junbi hay không các bạn, hay là đây là kẻ mạo danh ở đây. Bây giờ thì mình đi vô nhà nha các bạn ơi, coi. Ủa, Junbi của nhà này hả ta? Mình không nhớ các bạn, để mình chạy vô kiếm chủ nhà coi. Đâu chủ nhà, đâu chủ nhà, đâu có tiêu rồi. À, ủa này không phải chủ nhà các bạn ơi. Chủ nhà đâu rồi ta? Hình như là bạn này mạo danh Junbi các bạn ơi. Mình nhớ hình như bạn này là không phải đâu. Bạn này không phải Junbi đâu các bạn. Tại Junbi hình như là ốp rồi các bạn ơi. Ủa chủ nhà đâu rồi ta? Bạn này hình như bạn này núp rồi các bạn. Trời ơi, bạn này sợ bị phát hiện, các bạn núp rồi các bạn ơi. Không biết là bạn này núp ở đâu rồi ta. Bạn này chắc cú là không phải là Junbi các bạn. Trời ơi, bạn này tắt tiệc rồi các bạn ơi.
mình vô mình kiếm bạn này, cái bạn này tắt tiệt các bạn. Trời đất ơi, tắt tiệt rồi, hình như là bạn đó ốp luôn rồi các bạn ơi. Kiểu như bạn đó biết mình á, đi kiếm bạn đó các bạn. Không phải là Junpei nha các bạn, này cấp 17 nè. Cấp 17. Không phải là Junpei nha các bạn. Đây đây, chắc cú là không phải là Junpei. Tại vì Junpei có kết bạn với mình đó mọi người. Đây nè, đây, đó, cái này đâu có kết bạn với mình đâu. Cái này là không phải là Junpei nha các bạn. Trời ơi, bạn này mạo danh Junpei rồi các bạn ơi, chuột lợ nữa rồi. Cây giả mang, chứ không biết là những bạn fan có nhận ra hay không nữa. Chả những bạn fan cũng không nhận ra nữa các bạn. Đây, ký em nè các bạn ơi. Những bạn fan không nhận ra rồi. Đây là Junpei Fake nha các bạn ơi. Đấy, còn Junpei Real là ở đây nè các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem Junpei Real nha. Đấy, cũng như là cô chồn Real luôn nha các bạn. Đây nha các bạn ơi, đây là cô chồn Real nha các bạn. Đấy, cô chồn Real á thì sẽ có một cái tích đỏ nha các bạn. Đây là cái tích hình Junpei nè các bạn. Đó, và có kết bạn với mình nữa nha các bạn. Đấy, các bạn cẩn thận nha, cẩn thận nha. Đó, cô chồn bị mấy bạn đó lừa đó. Bây giờ tới Junpei nè. Đây là Junpei nha các bạn. Đây Junpei nha các bạn. Và Junpei á là cấp 19 nha các bạn. Đây và đó, và Junpei đã kết hôn rồi nha. Và có hình ảnh bầu tem ở bên đây nữa nha các bạn. Và có kết bạn với mình nha. Đây đây mình nè các bạn. Đó, đây là Junpei Real nha các bạn. Hồi nãy là Junpei Fake nha. Sau khi mình vô nhà của bạn Junpei Fake này rồi á thì bạn đó tắt tiệt các bạn. Bạn đó tắt tiệt, bạn đó chạy mất tiêu các bạn. Trời đất ơi, bây giờ thì mình thử coi còn ai Fake nữa không nha. Trời đất ơi, ai là Thanh Hòa sao đây các bạn ơi. Trời ơi, mình là ai đây, ai là mình đây các bạn ơi. Trong số những người này ai là mình đây các bạn. Trời ơi, sao mà giống mình quá vậy trời. Trời ơi, không lẽ mấy bạn này đều là Fake mình hết. Sao giống nhau quá vậy, ai là mình đây, mình là ai đây, các bạn có đón xem ra được không các bạn. Trời đất ơi, thực sự ra thì trong đó không có ai là mình đó nha các bạn ơi. Trời đất ơi, đây là những bạn fan của mình nha các bạn. Ngày hôm nay mấy bạn này á là vô nhà mình chơi nè các bạn, chơi quá trang á các bạn. Trời ơi, bạn này á quá trang giống mình ghê á. Trời ơi, y chang luôn nè, 10 điểm 10 điểm. Bạn này cũng như vậy nữa nè các bạn, y chang mình luôn, có mà khác chiếc nhẫn nha, mình không có chiếc nhẫn nha. Trời đất ơi, bạn này giàu hơn mình nha các bạn. Ồ, y chang mình luôn các bạn. Bạn này cũng có nè, nhưng mà mình không có cầm bong bóng nha, trừ điểm. Rồi bạn này cầm cái gì ba ly tiền hả? Rồi không giống mình nha, trừ điểm luôn. Wow, ôi bạn này giống chang y chang mình luôn đó các bạn. Đây đây, vòng nè. Rồi bạn này ôi có chức danh hiệu trưởng đó nè. Wow, xịn 10 điểm luôn. Ồ bạn này à. Đó, bạn này 10 điểm luôn nha các bạn. Đây 10 điểm. Ôi đây 10 điểm luôn nha. Đấy mình chơi quá trang nha bạn. À, không. Mấy bạn này không có chức danh hiệu trưởng nên mình sẽ trừ lại nửa điểm đi, 9 điểm rưỡi các bạn. Đó 9 điểm rưỡi, bạn này 9 điểm rưỡi luôn. Bạn này 10 điểm nè các bạn. Đó có chức danh hiệu trưởng là y chang mình luôn các bạn. Ê bạn này cũng y chang mình luôn nè, có hiệu trưởng đó nè. Wow. Đó 10 điểm. Ôi bạn này, bạn này không có chức danh hiệu trưởng, bạn này 9 điểm rưỡi nha. 9 điểm rưỡi. Ê bạn này da đen hơn mình nha. Bạn này da đen hơn mình. Đó, da đen hơn mình là 9 điểm. Đấy 9 điểm nha. Ê có chức danh hiệu trưởng cộng thêm nửa điểm nữa, 9 điểm rưỡi nha. Đó 9 điểm rưỡi. Ôi bạn này cũng giống y chang mình luôn nè. Wow, bạn này 10 điểm nha, 10 điểm. Ồ bạn này ngồi không ăn lương à. Bạn này 9 điểm rưỡi nha. Đó, Ngọc Hăng 9 điểm rưỡi. Ê bạn ơi gì vậy? Đó 13 tháng 3. Ui cha, giống mình luôn nè, nhưng mà CEO em giám đốc gì đó. Rồi 9 điểm rưỡi nha. Ê bạn này, đang chụp hình với mình. À bạn này cũng 9 điểm rưỡi luôn nha. Bạn này ngồi không ăn lương à. Bạn này 9 điểm rưỡi luôn nha. Ơi, còn cái ông đa này ông chất quớt nha. Tôi có tóc màu vàng đâu trời. Ông này là 1 điểm. Rồi ông này chất quớt luôn, 1 điểm luôn. Ơi, các bạn này 9 điểm nha. Đó. 9 điểm nha các bạn. Đây đeo nhẫn nè, đeo nhẫn mình nghèo các bạn, mình không có nhẫn đeo. Trời ơi. Rồi bạn này rồi đứng em ơi, đứng em để anh coi nè. Ồ, bạn này 9 điểm rưỡi nha các bạn. Đây ngồi không ăn lương 9 điểm rưỡi. Bạn này thì chất quớt nha các bạn ơi, không có gì gọi là giống luôn á. Đây còn bạn này. Wow, bạn này giống y chang luôn các bạn. Ui. Ôi bạn này 9 điểm rưỡi nha. Không có bản tên hiệu trưởng nha. Ơi bạn này là chất quớt nè, 1 điểm. Ôi bạn này da đen hơn nha. Bạn này da đen hơn mình nha các bạn. Đấy, bạn này là 9 điểm. 9 điểm nha. Ôi, bạn này. Ồ, bạn này thì 10 điểm các bạn, 10 điểm có hiệu trưởng nè. Ồ, bạn này là chất quớt nha, chất quớt. Rồi ông này thì da đen hơn nha, Tùng Vi nè. Trời đất ơi, Tùng Vi da đen hơn nha, Tùng Vi 9 điểm nha, không có hiệu trưởng nữa. Rồi này tóc mấy tóc chất quớt nè, 1 điểm. Trời đất ơi, còn ông này, trời da đen hơn nha, da đen hơn trừ điểm nha. Rồi thêm cái không ăn lương nữa. Rồi, 9 điểm. 9 điểm nha. Rồi tới bạn này. Bạn này ồ, thấy giống quá. Về anh Hòa hồi nách. Cái gì vậy trời? Bạn này 8 điểm nha. Dám chê mình hồi nách à? Mình có hồi nách đâu trời. Mình thơm lắm các bạn.
Rồi, rồi mấy bạn này là chất quớt hết nha. Cái gì đâu mà chất quớt rồi. Rồi bạn này hình như là bạn cuối cùng rồi các bạn ơi. Bạn này bạn cuối cùng nè. Ồ bạn này da đen hơn mình nha các bạn. Đây bạn này da đen hơn mình. Ờ bạn này không có chức danh hiệu trưởng nữa thì bạn này 9 điểm nha các bạn. Để 9 điểm. Wow. Các bạn thấy những bạn fan của mình ngày hôm nay quá trang như thế nào các bạn ơi? Mình thấy rất là đẹp luôn á. Ôi, cực kỳ giống luôn các bạn, y chang luôn á, nhìn không ra luôn các bạn, người khác mỗi cái tên nè. Ok, thì video của mình ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip phía sau nha. Còn bây giờ là bye bye.